Lionel Messi thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Như vậy là Lionel Messi đã cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Messi cũng trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất ở sân chơi này với 26 lần thi đấu, vượt qua thành tích 25 lần của huyền thoại Lothar Matthäus. Năm 2022 là một năm thành công với Messi ở cấp độ đội tuyển. Anh cùng Argentina đánh bại Italia 3-0 ở trận tranh siêu cúp liên lục địa. Và mới nhất là lên ngôi ở giải đấu tại Qatar. Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình mà Messi ghi được nhiều bàn thắng như vậy cho đội tuyển. Trước năm này, thành tích tốt nhất của Messi cho đội tuyển trong một năm dương lịch là 12 bàn vào năm 2012. Kỷ lục này đã bị phá khi cầu thủ 35 tuổi có được 18 bàn thắng trong năm 2022. Trong 18 bàn thắng, Messi thực hiện 7 tại Qatar để xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới sau Kylian Mbappé. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.